Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì thời gian vừa rồi mình có làm một số cái video clip liên quan đến vấn đề là hỗ trợ cho anh em mở khóa iCloud miễn phí. Và thực tế là mình đã hỗ trợ được cho khá là nhiều người rồi, khoảng đâu đó 10 cái Apple Watch và khoảng tầm 6-7 cái iPhone rồi. Và mình cũng rất là vui vì mình đã có thể hỗ trợ cho các bạn như vậy. Thì mình xin nhắc lại với anh em là mình hỗ trợ miễn phí nhá, mình không có lấy tiền. Thì mình cũng không phải là thợ, mình chỉ đứng trên cái tư cách là mình là một cái người mà từng bị một cái máy dính iCloud. Và mình đã nhờ Apple Authorize hỗ trợ như thế nào và Apple nó đã giúp mình như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn lại cho mọi người như vậy. Thì đối với những cái máy mà bị dính iCloud á, tức là Apple họ gọi là Activation Lock á, là những cái máy mà bạn đăng nhập vào cái phần iCloud trong máy, bạn mở cái phần tìm iPhone lên và tìm thiết bị lên và bạn lại quên mất mật khẩu không tắt đi được thì là nó sẽ bị dính iCloud đối với iPhone và iPad nha. Còn đối với Apple Watch á, là bạn kết nối cái Apple Watch đó với một cái iPhone có iCloud, có mở phần tìm thiết bị lên mà khi mà ngắt kết nối á, bạn lại không ngắt kết nối bằng ứng dụng mà bạn lại reset cái đồng hồ trước, thì cái đồng hồ đó khi mà mình reset xong là kết nối lại nó sẽ yêu cầu đăng nhập cái iCloud ở trên cái máy cũ lại đó. Thì về cơ bản trước khi mà các bạn muốn ngắt kết nối muốn reset cái đồng hồ á, thì các bạn sẽ phải ngắt kết nối của cái đồng hồ với cái máy tính bảng hoặc cái iPhone bằng ứng dụng là Apple Watch ở trên cái máy tính bảng, và cái iPhone nó sẽ có phần là ngắt kết nối thiết bị, thì lúc đó cái đồng hồ nó mới sạch nha, các bạn reset sẽ không có gì iCloud. Còn trong trường hợp mà dính iCloud thì cũng đừng lo lắng quá, tuy nhiên đừng lo lắng với các cái thiết bị hàng chính hãng thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà có thể nhận biết được đâu là địa điểm mua hàng chính hãng tại Việt Nam. Hàng chính hãng là gì ạ? Là hàng chính hãng là hàng nhập khẩu hải quan chính ngạch, tức là họ có hóa đơn đầu vào, họ có hóa đơn đầu ra, họ nhập khẩu trực tiếp từ các cái trung tâm chính hãng của Apple và được Apple ủy quyền cho bán tại Việt Nam, hay còn gọi là Apple Authorized Reseller. Thì đầu tiên các bạn sẽ giúp mình vào phần là Chrome trên máy tính hoặc điện thoại nha. Mình sẽ gõ vào là apple.com/vn/buy mua. Rồi, sau đó mình đi tới. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ thấy ở đây nó ghi là address city hay là postcode, thì mình có thể đánh, ví dụ đây mình đánh là Hồ Chí Minh, ấn go. Ngay lập tức thì nó sẽ cho mình các cái địa điểm bán iPhone chính hãng nha. Ví dụ như ADG này là premium, tức là đối tác gọi là max level của thằng Apple đó. Rồi có FPT Shop này, Nguyễn Kim này, App Studio này, Mobile World là thế giới di động nha. Future World này. Đó, rồi đây thì chúng ta sẽ có thêm là Mai Nguyên này. Đó, thì những cái shop này là nó sẽ được hỗ trợ về cái iCloud khi mà các bạn quên. Tuy nhiên thì mình cần lưu ý giúp mình, khi mà các bạn mua hàng ở những cái chuỗi này á, thì các bạn nên giữ lại hóa đơn, hoặc không thì mình nên có cái thói quen là chụp lại cái hóa đơn mua hàng của mình. Để làm gì? Để là trong trường hợp mà mình bị dính iCloud thì mình có thể mình có cái hóa đơn đó mình gửi cho bộ phận hỗ trợ của Apple, để mà bộ phận hỗ trợ của Apple có thể mở khóa giúp mình nha. Thì ngoài những cái shop mà ở trong cái danh sách lúc nãy mà các bạn coi á, các bạn có thể tự tìm kiếm nha. Trên cái web nãy mình chỉ cho các bạn apple.com/vn/buy á, thì những cái shop còn lại ở ngoài á thì sẽ không được Apple hỗ trợ để mở khóa iCloud. Tại vì ví dụ như khi các bạn mua những cái cửa hàng điện thoại nhỏ ở ngoài đường á, thì thường thường họ chỉ viết cho các bạn một tờ giấy viết tay thôi, hóa đơn bán lẻ viết tay thôi, nó sẽ không có giá trị pháp lý, không có các cái giá trị về thương mại để mà có thể nhờ bộ phận hỗ trợ của Apple mở khóa iCloud cho các bạn được. Thì mình có thể hỗ trợ mở khóa iCloud được trên Apple Watch này, iPhone này, iPad này, tức là những cái thiết bị nào mà có cái phần tìm thiết bị ấy, bật cái đó lên ấy, thì là mình có thể hỗ trợ được cái đó. Và mình hỗ trợ miễn phí nha. Số điện thoại Zalo của mình là 0938056997. Thì mình không có nhu cầu chặn cái đường của mấy anh thợ, nhưng mà đây là những cái gì mà mình biết và mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và mình tin rằng là
thợ ở ngoài thì chắc là mở khóa bằng phần mềm thì không có đâu, nhưng mà đa phần là sàng bên thôi. Sàng bên thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của máy. Và qua đây thì mình cũng cho các bạn một lời khuyên là nếu mà các bạn có mua hàng thì nên mua hàng chính hãng, hoặc là nên kiểm tra kỹ trước khi mà mình mua máy cũ ở những cửa hàng ngoài. Ví dụ như khi mà mua máy cũ sách tay thì mình nên reset máy lại xem là máy có iCloud hay không, hoặc là đối với Apple Watch thì cũng tương tự, mình nên kết nối cái đồng hồ lại rồi mình reset đồng hồ thử xem là nó có tính iCloud hay không thì mình quyết định mua hàng. Hãy là người mua hàng, hãy là người tiêu dùng thông thái nha. Rất nhiều người đến tìm mình để hỏi là mở iCloud thì hỏi mua ở đâu, thì nhiều người hay lắm. Ví dụ như là mua cái máy ở trên chợ tốt, thì lúc mà mua Apple Watch thì để coi giờ thôi vì bạn đã xài Android, bạn không kết nối với điện thoại. Khi mà mua iPhone về reset đồng hồ để kết nối với điện thoại iPhone thì mới phát hiện ra dính iCloud. Lúc đấy thì mang đi trả lại đâu có được, coi như là ôm nợ luôn đó. Máy cũ thì các bạn có thể gửi cho mình số serial number hoặc là số email, thì nếu mà các bạn tin tưởng có thể gửi cho mình có thể tra cứu xem là các bạn có thể mua một số chuỗi cửa hàng như là FPT Shop hay là Thế Giới Di Động thì mình có thể tra cứu được có phải là chính hãng hay không. Nếu mà chính hãng thì ok, cứ quất thôi thì chắc chắn là các bạn sẽ được hỗ trợ đó. Thì qua video clip này thì mình cũng khẳng định với anh em là mình sẽ vẫn hỗ trợ anh em trong vấn đề là mở khóa iCloud miễn phí, và số điện thoại hỗ trợ của mình là 0938056997. Các bạn add Zalo nha, add Zalo nhắn tin từ 8 giờ sáng cho tới 23 giờ đêm, còn đêm thì mình ngủ rồi, từ 23 giờ cho đến 8 sáng là mình ngủ. Thì mình rảnh chỗ nào thì mình sẽ hỗ trợ em về đó, còn số đó thì không gọi được, mình chỉ xài Zalo thôi. Và nếu anh em cảm thấy video có ích nha, thì đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nhé. Và trong thời gian sắp tới, nếu mà anh em có nhu cầu mà muốn tìm hiểu thêm về các thiết bị công nghệ thì cứ nhắn tin Zalo hoặc là comment cho mình. Mình sẽ cố gắng mình mượn cái sản phẩm đó về để mà mình chia sẻ với anh em. Và những anh em nào mà gặp khó khăn trong vấn đề mà iCloud chẳng hạn thì có thể nhắn tin hỏi mình, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em trên quan điểm là một cái người biết chứ không phải là thợ. Mình không phải thợ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo nha.